Chào tất cả các bạn, đây là con xe đạp dành cho em phụ nữ thể dục. Con trai cũng được, tại do nó màu vàng, nó hơi màu mè nên thường con gái đi, còn nếu mà mấy anh đẹp trai thì có thể đi màu vàng. Đây mình sẽ đi thể dục nha. Đây mình quay thử chi tiết. Đây là một con xe Peugeot của Pháp nhập về nha. Đồ đạc trên xe zin nha các bạn, niềm căm zin nha, linh kiện trên xe zin. Cái này nó bằng nhôm các bạn, đa số bằng nhôm nhiều nên nó rất là nhẹ. Cái chuông có phản quang, cái đây nó có số 7 cấp độ, 7 cấp độ lít, bấm chạy qua chạy lại, yên bự, hồi đỡ bị đau đít nha. Ba ca sao bằng nhôm rất là độc luôn. Xe này rất là nhẹ nha các bạn, giá rất là rẻ, chỉ có 6,5 triệu thôi. Này bằng nhôm này, zin luôn nha. Xe đồ là zin hết, chạy tập thể dục rất là ok. Con này thì để lâu quá rồi nên thanh lý một nửa giá, chỉ có 6,5 triệu, nhanh gọn. Anh lấy tục quần luôn, giá lỗ tục quần. Xe rin thì chạy rất là bền, không giống như những chiếc xe Trung Quốc nha các bạn, chạy nó mau hơn mà nó nặng nữa, nó không có nhẹ xe. Và xe rin thì rất là nhẹ nha. Nó cũng là xe cổ dành cho anh em là sưu tập. Dòng xe cổ thì quá chuẩn rồi. Trên xe nó được nhôm khá nhiều nên nhẹ. Đấy, xe gì thể dục đẹp, nước sơn viên ngọc đẹp các bạn. Đây thì hiệu con sư tử, Peugeot con sư tử. Rồi anh em là có nhu cầu ở bên về tập thể dục liên hệ với mình nha, giá thanh lý rẻ 6,5 triệu thôi. Còn nếu anh em mà sưu tập xe thi thủ cổ thì đây, xe thi thủ cổ, xe này cũng tập thể dục luôn nhưng mà nó là xe cổ, xe thi thủ có hộp số, trả số trên đây. Đấy, đọc hai thì xe cổ nữa. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.